Em tên là Kiều Bảo Hân, năm nay 26 tuổi và em quê ở Hà Tĩnh ạ. Bây giờ em sinh sống và làm việc ở đâu hơn? Dạ hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì cưng? Em hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản ở Bình Dương và em có buôn bán hàng online nữa ạ. Chung nghề với chị hả? Đụng hàng. Đụng hàng. Em vào Bình Dương được bao nhiêu lâu rồi hơn nhỉ? Dạ em mới vào được 2 tuần, hơn 2 tuần thôi ạ. Trước đó em ở đâu? Trước đó em đi Hàn Quốc em mới về ạ. Em đi Hàn Quốc em đi chơi hay là đi công tác? Dạ em đi du học ở bên đấy ạ. Em học về ngành ngành gì ở bên đấy Em học ngành chăm sóc sắc đẹp ở bên đấy. À, em có cái ngoại hình nữ tính này từ lâu chưa hơn? Là từ lúc em sinh ra được khoảng 5 tuổi là em đã ý thức được mình là một người con gái. Tại vì em chưa bao giờ nghĩ là mình là con trai hết. Cũng nuôi tóc dài và bố mẹ bắt cắt thì là em không không muốn, em không thích cắt. Vậy là em để tóc dài từ nhỏ lắm hả? Không, em nuôi tóc tém thôi ạ, chứ không được nuôi dài vì đi học thầy cô sẽ bảo với bố mẹ em cứ nghĩ là mình lúc nào cũng là con Nhưng gái. mà nếu nghĩ là con gái nhỡ mình còn bé nhá, mình đi tắm xong mình cởi đồ ra thì mình thấy nó lạ quá không? Đúng không? Có, em có thấy là rất là lạ vì tự nhiên sao lại có nhiều cái nét giống con trai cùng trong xóm như thế. Thì em lúc đấy không có, tại vì em cũng chưa biết internet hay mạng gì, thì em cũng chưa biết nhiều ạ. Khi còn bé em vẫn là mặc đồ con gái bình thường và hay mặc áo hoa và váy. Em hay đi ăn trộm váy của mấy bạn hàng xóm lắm. Tại vì mẹ không mua cho em hay làm sao hả? Dạ vì Hà Tĩnh là vùng rất là truyền thống nên là bố mẹ không cho mặc đồ con gái như thế vì ngoài đường người ta sẽ nói và suy nghĩ. Nhưng mà nếu em trộm đồ về em mặc thì bố mẹ thấy thì sao? Vì mặc xong em lại đưa mang trả cho các bạn. Là tức là mình cứ đóng giả hoàng hậu là làm công chúa. Là mình chỉ mặc kiểu nửa tiếng cho đỡ thèm xong mình trả lại Dạ hả? vâng đúng rồi ạ. Còn bình thường thì vẫn mặc đồ con trai. Bình thường thì vẫn mặc đồ không không phải là đồ con trai hẳn mà áo cũng có hoa hoa vậy đó. Tại vì em là một trong những cô đồng nữa. Em có làm về bên vấn À. đề tâm linh, thế nên là cái tính đồng bóng của em là nó có từ bé. Em mới biết mình là căn đồng số lính ạ. Em có biết hậu đồng không? Dạ em Có. có ạ. Em có xin làm khất ạ. Còn bây giờ em mới từ Hàn Quốc trở về thì em mới bắt đầu hầu lại ạ. Vâng. Rồi đến bao giờ em mới xác định được đúng bản thân của mình? Là đến năm lớp 6 thì hôm đấy em đang đi học và giờ ra chơi. Có một bạn nam thơm vào má em một cái và em tự ý thức được rằng là mình đã thích con trai từ lúc đấy. Làm em khó chịu. Nhưng mà em có thích không? Cái cảm giác em có thích không? Dạ em có thích ạ. Và vì em cũng nghĩ là lúc nào mình là cũng là con gái nên là cái chuyện đấy là chuyện bình thường thôi. Đến hè lớp 6 thì em mới là có mối tình đầu tiên. Em cảm nắng anh đó vì anh đó rất là đẹp trai và một lần anh đấy chở bạn cùng học lớp với em đi học. Anh ấy hơn em 2 tuổi và em có về viết thư xong nhờ bạn đấy cầm về đưa cho anh ấy. Thì hai người viết thư qua lại đến năm lớp 8 hai đứa chính thức quen nhau. Nhưng mà anh đó là con trai hay là Anh gái ấy cơ? là con trai thẳng. À con trai thẳng à. Yêu anh đấy thì nói chung là cũng hơi vất vả vì anh ấy không đồng ý làm người yêu, anh ấy chỉ bảo là chỉ xem như một đứa em thôi mà cảm xúc lúc nào anh ấy cũng dành cho em là giống như kiểu người yêu hết. Đi đâu cũng chở đi xong rồi các dịp lễ là anh ấy vẫn cứ quan tâm em. Mối tình kéo dài đến cuối năm 12 ạ. Ôi, Là 4 cả năm. thời gian quen ấy là được Đúng quá gần 6 lâu. năm ạ. Wow. Kéo dài 6 năm Nhưng mà và trong 6 như là năm đấy sâu đậm lắm đó. nó có tiến triển gì không hơn hay là nó Có chỉ là thì như thế cũng thôi? ôm xong rồi cũng có là ngủ cùng nhưng mà không lắm làm gì tại vì em sợ là vì bố mẹ bảo là nếu mà cho con trai làm tay là sẽ có bầu lắm, cho con trai làm tay là sẽ có bầu lắm nên em rất là sợ. Là em vẫn nghĩ mình là con gái đúng Đúng không? rồi, em vẫn nghĩ mình là con gái nên là sợ người cho người ta làm tay xong em có bầu ấy. Với lại là anh ấy thì kiểu em cũng rất là ngại vì hai đứa con trai tự nhiên có hai cái đấy nó giống nhau ở phía dưới tự nhiên lại đã yêu nhau thế sẽ em thấy các bạn nữ nó không như thế nên là em cũng rất là ngại. Nhưng mà có bao giờ anh đó đòi hỏi không? Năm 12 rồi mới bắt đầu đòi hỏi. Có đòi hỏi rồi em nói làm sao? Em bảo là để chờ ra đại học đi chứ bây giờ đang còn sớm quá mới 18 chưa đến 18 tuổi thế em rất là sợ. Ồ, có phải vì vậy mà chia tay không em? Dạ không Chắc ạ, cũng có. vì vấn đề là bố mẹ anh ấy phát hiện ra là hai người quen nhau và không cho quen. Bố mẹ anh ấy có lên nói chuyện với bố mẹ em và bắt hai người phải dừng lại. Nên là anh ấy làm thủ tục và hồ sơ anh ấy đi nước ngoài.
Đấy là tình cảm đầu đời nữa. Từ năm lớp 6 đến cuối năm 12 là lúc nào mình cũng ăn trái ngọt. Tự nhiên mình nhận một trái đắng thì là em không, tự nhiên em cảm giác nó bị lạc lõng và rất là nhiều thứ đan xen, nên là lúc đấy em cũng không suy nghĩ được gì nữa. Nhưng mà anh đó có nói gì với em không? Anh đó không nói gì. Nhưng mà từ khi chia tay em đến giờ thì anh ấy quen con gái. Đợt đấy em cũng có xuống 10 cân, xuống còn 30 cân thôi ạ. Ôi, vậy là rất là ốm. Thế là gầy lắm. Rất là ốm. Gầy lắm luôn á. Thế là bố mẹ em biết chuyện đấy, bố mẹ em có phản ứng mạnh với em không hả? Có ạ, bảo là sẽ cho em đi bệnh viện để kiểu là mày bị tâm thần hay sao mà như thế. Thì là em cũng hơi buồn và lúc đấy là em cũng có biết về internet và biết về cộng đồng LGBT rồi, nhưng mà lúc đấy vẫn còn rất là mới ạ. Năm đấy là năm 2012. Rồi em vượt qua cái giai đoạn đấy như nào? Tức là một cái anh đấy ở ngoài Hải Phòng, anh ấy sinh năm 91 ạ, anh ấy cũng có nhắn tin gọi điện, xong hai đứa cãi lộn, cãi qua cãi lại xong rồi thì dẫn đến là anh ấy thích em. Rồi cãi nhau vì vấn đề gì hả? Cãi nhau vì vấn đề gì là anh ấy bảo là sao mày ngu thế, vì một thằng con trai nó không ra gì. Tất cả mọi thứ thì anh ấy có nói với em rất là nhiều, là dẫn đến em tỉnh ngộ và em quên mất cái mối tình đầu là mình đang đau khổ. Và cũng nhờ anh đấy làm em vực dậy khỏi cái vực thẳm đó. Hai người gặp nhau và đi uống cà phê một lần xong rồi chia tay. Được có 3 tháng thôi. Vì sao chia tay? Là anh ấy bảo là hai đứa không hợp nhau. Mà anh đó cũng trước đấy cũng là dai thẳng. Tức là cũng đã từng yêu con gái và chưa bao giờ yêu con trai. Thì em là người đầu tiên luôn. Mà hai người có quan lại chứ? Quan lại gì chưa? Vì mới lần đầu tiên mà. Cái gì mới gặp mà chị ơi? Mới gặp mà tiếp xúc 3 tháng rồi. Rồi gặp có một bữa đi chơi là chia tay luôn hả? Không hợp chia tay luôn hả? Dạ vâng. Rồi mối tình thứ 3 của cưng? Anh đấy là anh là bác sĩ ở Hà Nội. Wow. Vâng, cũng tình cờ thôi. Thật ra là em cũng không biết là mình sẽ yêu anh đó. Tại vì trong trí đầu óc em không bao giờ nghĩ là yêu người đó. Em đi mua quần áo với là giày dép thì hôm đấy em còn thiếu tiền, tức là 1,2 triệu mà em có 1 triệu. Thế là em bảo là nhờ anh chủ shop giữ hộ để em đi lấy tiền trả đó. Thì là cái anh đấy vừa đi ngang, anh ấy nghe thế và anh ấy cho em mượn tiền luôn. Và em cũng ngạc nhiên nghĩ sao là em thì tính rất là đa nghi. Xong rồi em xin cái card credit của anh đấy để hôm sau em gửi lại tiền ạ. Hai người có nhắn tin qua lại thì anh ấy bảo là anh ấy đang buồn và cần tìm bạn gái. Thì em cũng có giới thiệu cho anh ấy một cô bạn gái. Cũng yêu nhau hình như được có mấy tháng xong rồi thì lại thấy buồn. Xong rồi em cũng giới thiệu cho một người nữa. Và hai người cũng yêu nhau được cũng đâu có mấy tháng. Bạn của em mấy cô xinh xinh lại giới thiệu cho. Xong rồi thì yêu không hợp thì lại chia tay. Đến khi anh ấy bảo là thế bây giờ em đang ở đâu. Cái đợt đấy em cũng rất là khó khăn. Vì nói thật là mình con nhà nông thôn đi ra ngoài thành phố học. Thì bố mẹ cũng không cho nhiều tiền đâu. Đôi khi tháng này còn gửi lên còn thiếu. Mình phải tự đi làm. Xong rồi anh ấy bảo là nếu như thế thì kiểu dọn về nhà anh ấy ở, phụ giúp việc nhà cho anh ấy nấu ăn hoặc giặt giũ như thế để gọi là trả công thôi. Chứ là mình ở được ở free đó. Lúc đấy ngoại hình của em là vẫn là con trai, chỉ hơi mềm mỏng một tí thôi đúng không? Em vẫn là con trai, không ăn mặc nên lắm. Wow. Tại vì lúc đấy ra đại học lại mình phải gồng lên chứ mình không dám được ăn mặc. Nhưng mà anh đã biết em giới tính vậy không? Có, em lúc mới quen là em nói luôn chị. Anh ấy bảo là anh ấy đi du học ở bên nước ngoài, về châu Âu về. Nên là cái đấy là chuyện bình thường, anh ấy rất là thoáng. Giờ khi mà ở cùng với nhau có nảy sinh tình cảm không em? Hết một năm thì anh ấy cũng có nhắn tin, chứ anh không dám nói trực tiếp. Tức là nhắn tin nói là thương em thế này thế kia. Nhưng mà em cứ nói là không được. Vì em suy nghĩ rằng là nếu mà người ta thương mình ý, là người ta phải thương ngay từ đầu hoặc là yêu ngay từ đầu. Thế là em không chịu. Thì anh ấy cũng có tấn công quyết liệt. Tầm cả quen đó là một năm thì em bắt đầu là đồng ý là làm người yêu. Nhưng mà chỉ trong bóng tối thôi ạ. Lý do tại sao trong bóng tối? Là vì anh ấy trước đây từng giờ là toàn yêu con gái thôi. Còn nếu như mà yêu mình, anh ấy không thể công khai mình với tất cả mọi người được. Và ai hỏi mình, anh ấy chỉ bảo là một cậu em ở cùng nhà và chỉ giúp việc nhà vậy thôi. Lúc đấy em nghe em buồn không Phan? Lúc đấy em rất là buồn, nhưng mà nói thật là anh ấy là rất là đẹp trai, cao 1m82, nặng 76 cân, body rất là trắng, một người Hà Nội nữa, và trai Hà Nội thì rất là thích, em thích trai Hà Nội lắm. Mà em vẫn chấp nhận. Vâng, em chấp nhận được một năm, quen nhau được 2 năm là xảy ra giông tố, tức là anh ấy có đi chơi với người yêu cũ từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng mới về.
thì em có rất là tức giận mà em ghen. Xong em đóng quần áo và em quyết định về quê. Khoảng 2-3 tháng gì đấy, anh ấy về quê xin lỗi em và làm lành lại với nhau. Và anh ấy đón em lên Hà Nội. Thì em quyết định là lúc đấy là mình được, thế nên là mình phải có một quyết định mới. Và em đặt điều kiện là anh công khai em với tất cả mọi người ấy, thì em mới yêu, còn không thì em sẽ không yêu người đó nữa. Thì anh ấy quyết định là công khai, và công khai với bố mẹ anh ấy nữa. Nhưng mà sự thật nó rất là khủng khiếp. Tại vì bố mẹ anh ấy là người gốc Hà Nội và rất là truyền thống. Mình là người Hà Tĩnh. Xong rồi bố mẹ anh ấy bảo là con ơi mấy đời rồi mà còn sống chung với lũ. Tức là nói mình là quanh năm một lũ lụt hàn hán đó. Xong rồi bảo là dân ăn mặn. Nói chung là cũng có nhiều lời khiếm nhã đối với mình, nhưng mình vẫn tôn trọng. Mình mới bảo là bác ơi, quê ở đâu cũng là quê. Ngày xưa Hà Nội làm gì là thủ đô, ngày xưa Ninh Bình mới là thủ đô. Còn bây giờ sau này Hà Nội về thủ đô thì đất Hà Nội mới có giá hơn là đất Ninh Bình thôi. Em chỉ nói rất là nhẹ nhàng như thế. Em nói chuyện nhẹ nhàng lắm mà kiểu đâm lắm. Thì kiểu... nói chung là mình học ở Hà Nội nên là học được cái cách nói chuyện của người miền Bắc. Nó nhẹ mà thâm sâu. Mà kiểu mặt kiểu vẫn rất là mặt kiểu thủy mị dịu dàng. Thì mình đang thích con trai người ta mà người ta có nói gì. Có nói gì nữa mình vẫn phải im lặng chứ. Mà em đâu có im lặng đâu rồi. Không, ý là mình nói trả lời nhẹ nhàng thôi đó. Rồi sau cái chuyện đấy thì bọn em có tiếp tục với nhau nữa không? Hai người sống với nhau và lúc đấy là công khai. Thì anh ấy cũng có nói một câu rằng là sao công khai nhìn thích như thế này mà từ trước tới giờ anh không biết. Thì em cũng có bảo rằng là cái đấy là do anh thôi chứ không phải là do em. Quen nhau được hơn 5 năm là em quyết định sang Hàn Quốc. Lý do tại sao em sang Hàn Quốc? Là vì em nói thật sự là em nghĩ mình lúc nào là con gái hết. Mà lúc nào ở với anh đấy là mình không được mặc đồ con gái. Mà là con gái thì mình phải rất tốn rất là nhiều tiền. Mình đi Hàn Quốc mình mới vừa học vừa làm, đi phiên dịch hoặc đi làm nhà hàng vậy đó. Thì mình cũng có lương là hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Thì mình có tiền để mà trang trải cuộc sống. Đến khi em đi thì hai người xảy ra xung đột, cũng cãi nhau và anh ấy không cho đi. Vậy là em quyết định bỏ anh ấy lại đây. Em đi du học thì một tháng anh ấy cũng có sang thăm em một lần. Và sang đến lần thứ 9, tức là sang thăm 9 tháng thì lúc đấy em đã thành con gái mất rồi. Là em không hỏi anh ấy luôn? Có, trước khi đi phẫu thuật thì em với anh ấy cũng còn nói chuyện. Tức là cũng có gặp nhau nhưng mà anh ấy không cho. Và anh ấy còn thu cái hộ chiếu của mình ấy, cái hộ chiếu. Mà đi nhà thật sản không cho? Tại vì anh ấy bảo là để như thế thì hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc mà. Là hai người vẫn yêu nhau, vẫn ở với nhau như thế đó. Nhưng mà em, đối với em ấy, làm con gái rất là đơn giản. Chỉ để được mặc váy, được nuôi tóc dài, được trang điểm mọi lúc mọi nơi, được tô son ở ngay ở trên xe buýt hay những điểm công cộng. Hay là ví dụ như được sơn móng tay hay là vậy đó. Bản thân em là con gái nên là em phải là con gái chứ em không thể nào là con trai mà ở với đó người đó. Nhưng bây giờ anh ấy quen người mới ra. Hai đứa vẫn tiếp tục được gần 2 năm. Đến hiện thời điểm hiện tại bây giờ thì em cũng bảo anh ấy quen người mới. Và anh ấy bảo là không, kiểu không quen được ai ngoài em nữa. Em thấy anh ấy thấy bảo như thế. Em quyết định vào Nam là cũng để rời xa người đấy nữa. Là bây giờ mối quan hệ đấy nó vẫn còn hơi dây dưa một tí này. Vâng ạ, trên hình thức anh ấy vẫn quan tâm em nhưng mà cả hai người thì đã cũng đã chấm dứt từ lâu rồi nhưng mà không nói ra thế ạ. Rồi bây giờ nói về hành trình chuyển giới của Hân nào. Thì em có biết được qua một số người giới thiệu thì em có tiêm hormone. Xong rồi thì em cũng ở trong phòng ký túc xá của trường học á. Thì em cũng đi làm vậy đó. Và đến khi em thích làm con gái quá rồi, em quyết định là đi sang Thái Lan để chuyển giới. Thật ra thì lúc đấy em đi mình là ai dắt em đi? Lúc đấy em đi một mình lên để bàn phẫu thuật thì là em ăn mặc vẫn đang như anh Tuân luôn đó. Em mặc đồ như thế luôn, như con trai vậy đó. Xong rồi bác sĩ hỏi là ủa thế mặc đồ vậy thì có thích làm con gái không mà ủa sao lại mặc đồ như thế. Và đến khi chuyển giới xong rồi thì em chỉ ở bệnh bên Thái Lan là có 17 ngày thôi. Vì là em cái lịch visa của em nó chỉ được 24 ngày. Mà em bay đi bay về đã mất 2 ngày rồi. Nếu là thường visa đi Thái Lan 1 tháng à? Không, visa đi Thái Lan 1 tháng nhưng mà visa của em xin ở bên trường học ấy ạ. Là xin nghỉ được có 24 ngày thôi. Lúc đấy là rất là đau và chảy máu rất là nhiều.
Đợt đấy em rất là gầy nhưng mà mình vẫn phải mặc đồ con trai để qua lại. Thế nhưng mà mình được làm con gái mình rất là sướng rồi. 3 tháng vết thương bên lành, 1 tháng chỉ đi còn không nổi đó. Chứ đừng nói mà mười mấy 20 ngày là còn đau, rất là đau, đau lắm. Đúng rồi, đi là phải đi chạng đó, lúc đấy là đi giống như cả mấy cái người mà có bầu luôn đó. Nhìn xấu lắm. Nhưng mà lúc mà đi qua sân bay là mình phải đứng thẳng, đi thẳng. Tại vì nếu mà đau quá là người ta phải trả lại Thái Lan, người ta không cho về. Lúc mà mình chuyển giới xong ấy thì về nhà bố mẹ với những người thân xung quanh, người ta đón nhận với một cái, tức là người ta rất là mừng và rất là nhiều người hỏi thăm và quan tâm. Nhưng mà ngày trước thì không có như thế. Thì đó cũng là một bước ngoặt và thành công lớn của em. Rồi cái anh người yêu của em, cái ngày đầu tiên gặp em với ngoại hình là người con gái, anh ấy như nào? Anh ấy khóc. Là anh ấy không muốn như thế. Khóc là tại vì anh thấy em đánh đỏ quá nhiều. Rồi anh ấy cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Và thật ra là em không chỉ phẫu thuật ở Thái Lan không, em phẫu thuật ở bên Hàn nữa. Một số thứ em phẫu thuật ở bên Hàn. Nên là lúc mà em nằm viện ở bên Hàn thì anh ấy có bay qua và chăm sóc. Thì nói chung là bên bây giờ thì nếu như mà bảo đi có tình yêu thì là một phần thôi, nhưng mà tình thương hoặc tình nghĩa giữa hai người thì còn rất là nhiều. Nhưng mà không có tiếp tục như ngày xưa được nữa hả? Dạ không ạ, ai cũng có cuộc sống riêng của mỗi người. Và bây giờ thì em thì lại thích gu trai trẻ. Mình hiện tại em có quen ai không? Dạ em có quen một bạn sinh năm 2000. Quen được lâu chưa cưng? Quen là nếu như mà quen về bạn bè thì rất là lâu rồi. Còn yêu thì cũng được hơn một năm. Em thích gu vậy hả? Gu trai vâng, hả? Đúng rồi, em thích. Cũng có 2005 có mấy bạn tán em rồi đó, nhưng mà em không đồng ý. Nhưng mà trai ở quê bây giờ nó to lắm, phát triển nó cao to, nhìn bạn vỡ lắm. À ý là cao to hả? Tự nhiên anh bảo nó to lắm, anh giật kiểu mình. Nói chung là gu thích là trai mới lớn, trai mén. Để dễ đào tạo ra. Yêu cái trai mới lớn ấy thì là hồn nhiên đúng không? Hồn nhiên, cái giống như của ngày xưa mình mới bắt đầu tập yêu ấy. À là vậy đó. Kiểu thế hả? Em chỉ cần thế thôi. Không, em chỉ tìm lại tuổi thanh xuân. Em vẫn còn thanh xuân mà làm sao em phải tìm lại để làm gì? Không, tìm lại những ngày xưa mình đã mất đi rồi. Mất 6 năm cho anh kia cũng hơi uổng. Rồi bây giờ tình yêu đang với lại cái bạn này là sâu đậm chưa? Em cảm thấy là nó không được sâu đậm vì anh ấy ở ngoài Hà Nội. Yêu xa thì em thì không bao giờ nghi ngờ người ta có người khác hay là ngoại tình hay là gì. Nhưng mà người ta lại nghi ngờ em. Nếu như yêu xong khi bạn đó vào Sài Gòn mà Bình Dương ở với em. Bạn này đang kiếm mặt bằng ở trong này để mở quán và làm ở trong này. Yêu xa lâu lâu bằng nó có bay vào đây thăm em không, hay là dạ em có. Bay ra bay vào đây thăm em, mà còn nhiều khi em còn cho ở nhà nghỉ cả một buổi hoặc một ngày rồi em mới gặp đó, tại vì em bắt đi làm. Bạn này em thấy đường tình duyên của bạn ấy cũng ngon nghẻ đấy, chị thấy không? Thật cũng ra thì em là căn cô chín mà bóng cô bơ, thì đường tình duyên của em rất là lận đận. Người ta bảo lần đận lôi thôi tình duyên, đứt cánh giữa đường, gãy nhịp cầu duyên, truân chuyên vất vả. Em nói thật ra là em không muốn nhiều người, em chỉ muốn một người nhưng mà là mãi mãi thôi. Nếu như em muốn một người mãi mãi thì chị khuyên em nên chọn những người nào mà chững chạc chút. Chứ 20, 18, trời ơi trời. Ôi thì sao chị trẻ định kiến không phải, trẻ nhưng mà chứ? Trẻ quá là không có cái lo xây dựng hạnh phúc gia đình. Còn bôn ba, còn thích đi chơi, đi nọ, đầy nọ, thích nhiều thứ lắm. Đó, mà muốn có một gia đình hạnh phúc, ổn định thì phải chọn những người là 30, 30 mấy. Không, chị Chi nói còn thì... em mà cứ cái kiểu mà đó là em sẽ trưng chuyên, gãy gánh giữa đường hoài luôn. Oh no! Thật ra chị Chi nói cũng có cái đúng. Nhưng mà cái bạn mà em quen 2000 đó thì bạn đấy là chững chạc hơn so với những người là em quen trước đây là sinh năm 90 hoặc 86. Về cách quan tâm hay là nói chuyện hay là cái cách cư xử rất là người lớn luôn chứ không phải là bình thường. Đúng rồi chị, tại vì bây giờ em thấy tuổi trẻ nó được tiếp xúc với rất nhiều cái phương tiện truyền thông á, có rất nhiều thông tin và họ học rất là nhanh, nên anh nghĩ là cái suy nghĩ của họ lớn rất là nhanh. Và em thấy là ví dụ em mà hai người đang nói chuyện tin nhắn với nhau mà em thả một cái icon cười hoặc là em ha 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 một cái là anh ấy bảo là không nên thả những icon trẻ con như thế trong cuộc nói chuyện của chúng mình. Anh ấy nắn em từng tí một luôn. Tại vì bạn đã biết em thích vậy nữa. Một cái chuyện tế nhị một chút xíu nhé, là về cái vấn đề quan hệ của mình á, là khi mà với một người con trai hình hài một con trai và bây giờ hình hài con gái, thì em thích mình ở cái vị trí nào hơn?
Tại nên là em sẽ thích mình ở vị trí là con gái hơn, mình tự tin hơn rất là nhiều. À thế á? Tại là ví dụ như kiểu nhiều khi mình mặc quần gái mình làm gái mình cởi đồ ra mình tự tin hơn, chắc là đương nhiên rồi. Hoặc là mình mặc quần sát chẳng hạn, đi ra đường mình mặc quần sát ấy thì làm gái lên nào tự tin tất cả mọi thứ. Khoe rất là nhiều thứ, khoe dáng này rồi nhìn vào là người ta biết là mình là con gái. Giờ bây giờ cho anh hỏi là các mối quan hệ trong gia đình của em bây giờ tất cả mọi thứ tốt hết không? Từ khi em làm về thì bố mẹ em cởi mở với em hơn và không còn giày la nữa. Bố em rất thương em, nhưng mà bố em ngày xưa thì rất hay đánh em vì thương em quá, nên là nhiều người người ta nói đến tai bố quá là bố đánh em. Nhưng mà bây giờ thì bố lại dạy cho em cách làm con gái. Ví dụ như kiểu bố mẹ là ngồi ăn mà như thế là không được, như thế con gái là phải rất là nhẹ nhàng, xong rồi ăn nói phải dịu dàng chứ không phải là đấy đi đứng là nhẹ nhàng, không được hét hét hoặc là la lớn như ngày xưa nữa. Ngày xưa toàn la lớn làm chấn động không hả? Thích chấn động giống giống chị thích chấn động lắm. Sao nào cưng? Có những lúc chấn động, có những lúc chị cũng thích nó nhẹ nhàng. Rồi em có dự định tương lai gì cho bản thân mình không? Em dự định tương lai là em thích đi châu Âu. Kinh doanh bất động sản thì rất là nhiều khách hàng biết đến em và như thế là em phát triển thôi. Ước mơ gì nữa không? Em có ước mơ thì là chỉ là ước mơ là lấy được chồng thôi chị. Lấy được chồng giống lấy như được chồng chị. Nhưng mà nếu mà lấy được chồng mà 18-20 tuổi là chị nghĩ khó lấy đó. Chị tham gia chương trình chúc em sẽ hạnh phúc với người yêu của em ha. Chúc em thực hiện được ước mơ của em càng sớm càng tốt nha. Cảm ơn.